Mời vào em ơi. Vâng. Con chào cô ạ. Vâng, chào bác sĩ ạ. Dạ, vâng, con mời cô vào đây. Vâng. Cô cho con cái dạ, gì vâng. đấy cô? Mấy hôm nay cô đi qua ngang qua có mấy bắp ngô. Mời bác sĩ tí dùng nước ạ. Đau đau. À. Dạ cô mấy hôm nay lại bị đang vâng, bị đau ạ. Đau bị đau vâng. Dạ vâng, thế thì ngồi uống nước một vâng. chút đi nữa. Con chào. Mời cô lên ghế. Vâng. Con sẽ khám cho cô. Vâng. Những cái răng đợt trước con làm thì chắc là nó không đau chắc nó không, đau. Không, bây giờ lại đau cái răng khác à, bác vâng. sĩ ạ. Vâng. Lần đầu tiên này đi em nào rồi em cảm ơn. Tôi chỉ là một người bán hàng rong. Tình cờ một hôm đi qua chú hỏi mua ngô thì tôi cũng vào mời chú xong cũng nói là chú ơi, tôi đau nhức răng mà đêm không ngủ được bởi vì nói thật là không có tiền để đi bệnh viện, thế là chú cũng khám và chữa cho tôi. Từ đấy đi là tôi cũng rất cảm thấy quý mến chú bởi vì chú là một người bác sĩ rất là năng động và tốt đối với những người hoàn cảnh như tôi, nghèo, không có tiền chữa bệnh. Em biết đến bác sĩ Bộ thông qua một cô khách hàng nhà em và em đã được cô giới thiệu đến đây để làm răng. Từ thời ông em ấy, thì ông em đã bị chất độc màu da cam và dẫn đến bố em cũng bị ảnh hưởng và bây giờ đến em. Thì nên là em cũng được một phần hỗ trợ của bác sĩ Bộ và em cũng đã quyết định làm. Bình thường làm răng thì rất là đắt nên mà mỗi hàm răng thường làm thì nẹp thì đến 15 đến 20 triệu mà răng của em lại là trường hợp đặc biệt nên là được bác sĩ giảm đi rất nhiều nên là bớt đi nhiều chi phí cho bố mẹ. Vào đây ạ. Em chào anh ạ. Anh chào em. Anh mời em lên ghế đi, xong anh xem xong. Em về nhà có đau không em? Em không ạ. À, ok. Ăn uống tốt đúng không? Vâng ạ. À. Hôm nay thì anh sẽ khám lại cho em nhé. À, bác sĩ Dung ơi, cho em mượn cái pin của các bạn một chút. Chị ngồi đây. Sau 10 tháng điều trị thì chị thấy là tình trạng bệnh nhân tiến triển đạt kết quả rất là tốt. Dạ, vâng. Đấy, thì... đấy thì theo như kế hoạch điều trị của phòng khám mình ý, thì trường hợp của bạn này là khoảng 3 tháng 3 nữa tháng sau. Mình sẽ tháo mắc cài cho bạn. Trường hợp của bệnh nhân đây là bạn ấy bị sứt môi hở hàm ếch nên là cái kế hoạch điều trị nó sẽ phức tạp hơn một chút. Quan trọng nhất là nữa là cái hình thể và cái nhân trung của bạn ấy là nó hơi bị lệch và hình thể răng hơi xấu thì mình kết quả điều trị tiếp theo của mình là mình sẽ phải phục hình lại cái răng này cho bạn, sẽ để cho nó hình thể nó đẹp hơn. Thứ hai là cái nhân trung nó sẽ chuẩn hơn. Tôi với bác sĩ Bộ thì quen biết nhau từ rất lâu rồi. Nhưng mà sau một cái thời gian làm việc với nhau thì tôi thấy là bác sĩ Bộ là một bác sĩ trẻ, rất là yêu nghề và năng động trong công việc. Và như thế là chúng tôi đã đi đến quyết định là hợp tác với nhau mở phòng khám. Thì cái thời gian ban đầu ấy, phòng khám chúng tôi mở nó gặp khá nhiều khó khăn từ cơ sở vật chất đến nhân lực cũng như là lượng bệnh nhân. Thế nhưng mà bác sĩ Bộ đã tâm huyết và không ngừng để tìm hiểu thị trường, phát triển về năng lực chuyên môn thì mở rộng các cái hệ thống phòng khám. Thì sau một thời gian vài năm sau đó thì cái thương hiệu phòng khám là đã được nhiều người biết đến và bệnh nhân đến với chúng tôi ấy, thì cũng rất nhiều hoàn cảnh, có những hoàn cảnh rất là khó khăn thì bác sĩ Bộ đã có những cái hỗ trợ về chi phí, về điều trị. Tôi rất là cảm kích với cái chuyên môn và cái tâm đức của bác sĩ và nó thể hiện đúng là thầy thuốc như mẹ hiền. Có những bệnh nhân người ta rất là nghèo và để mà có một vài trăm nghìn ấy, để mà điều trị một cái răng cũng là một cả một vấn đề. Vì mình cũng đã rơi vào hoàn cảnh rất là khó khăn nên mình hiểu. Và bố mẹ mình trước đây cũng thế, có nghĩa là khi mà đau ốm ấy, để mà đi ra viện mà chữa thì rất là tốn kém. Nhưng mình hiểu được những cái hoàn cảnh khó khăn như thế và mình cũng không thể là điều trị miễn phí hết được cho tất cả mọi người. Nhưng mình sẽ lựa chọn những trường hợp nào mà khó khăn và
có thể mình giúp đỡ được thì mình hoàn toàn là điều trị miễn phí. Như tôi sinh ra ở quê, quê tôi cũng bây giờ cũng rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, thì tôi một năm thì tôi cũng về làm từ thiện ở quê cũng tương đối là nhiều. Mình làm những việc đấy mình cảm thấy tâm mình nó rất là hạnh phúc, vì mình đã có một cái gì là mình khẳng định được cái giá trị bản thân của mình, và mình cũng cảm thấy là mình hạnh phúc khi mình góp một phần là cho quê hương. Nhưng ngoài ra cái đấy mà tôi còn muốn là để cho các thế hệ trẻ nhìn thấy là khi mình ở một nơi xuất phát điểm thấp, ở vùng quê nghèo, khó khăn, không có nghĩa là mình sẽ không có cơ hội để thành công. Quan trọng là cái nỗ lực, ý chí. Tôi sinh ra và lớn lên là một vùng phía bắc của Tổ quốc, đó là mảnh đất có sự nổi tiếng đó là Cam Hàm Yên ạ. Tôi là Thái Hòa, Minh Tân Quang. Những ngôi trường tôi học ở đây thì về cơ bản thì đều là học sinh là dân tộc thiểu số. Hoàn cảnh của tôi từ lúc bé thì rất là khó khăn, có những thời gian nó bị cơ cực từ bé. 13 tuổi đã bắt đầu là biết đi kéo xe trâu cùng bố mẹ những tháng ngày rong ruổi trên những cái cung đường rất là vất vả. Trong những cái tiềm thức của tôi, nó có nghĩa là hàng ngày bố mẹ vẫn nói một câu là nhất y nhì dược. Hai là trong ba nghề thầy thì có một nghề rất là cao quý, đó là nghề thầy thuốc. Thế là trong tôi hình thành, nó cứ ngấm dần đi theo quãng thời gian. Và đến năm lớp 10 là bắt đầu là tôi có những sự quyết tâm nhất định, đó là mình sẽ quyết tâm ôn thi làm sao để mà theo khối B đỗ vào một trường đại học y, để mai sau là thành một người bác sĩ. Tôi còn nhớ là năm đấy là năm khi 18 tuổi. Bố mẹ hồi đấy cũng rất là nghèo, chỉ có 70.000 thôi. 70.000 trong tay cho tôi, 70.000. Sau đó là tôi bắt xe ô tô về Hà Nội và hết 40.000, còn 30.000. Nhưng mà cũng may thì khi về Hà Nội thì cũng có một người chị cho ở nhờ. Sau đó là tôi hàng ngày vẫn đi học và tôi vẫn đi làm thêm những cái công việc, ví dụ như bưng bia cà phê, bưng bia, mở một shop quần áo. Tôi nghĩ là nghề nào cũng rất là cao quý và nghề nào cũng là tốt đẹp. Quan trọng là mình có tạo được ra giá trị cho cuộc sống này hay không, tạo ra giá trị tốt đẹp hay không. Tôi chọn Hà Nội là nơi lập nghiệp, thì mảnh đất Hà Nội thì thực sự là nó cũng rất là thuận lợi, nhưng có những cái khó khăn. Ví dụ như Hà Nội thì có rất nhiều giáo sư, tiến sĩ và các bác sĩ giỏi. Một người trẻ, bác sĩ trẻ như mình để mà lập nghiệp ở đấy, muốn tồn tại được, thứ nhất là có bệnh nhân tin tưởng, thì nó cũng là cả một quá trình. Đấy, thì cũng may là trong thời gian mà đi học ấy, thì tôi cũng có đi học phụ ở các phòng khám cũng rất là nhiều. Những cái ngày đầu mở phòng khám thì thực sự là tôi chọn những cái địa điểm, thứ nhất là nó chỉ là đầu làng đầu ngõ thôi, có nghĩa là có những cái nguồn bệnh nhân nó sẵn quanh đấy rồi, và khi mà mình làm tốt thì người ta sẽ giới thiệu ra và nó sẽ có những cái duy trì được hệ thống phòng khám. Nhưng mà khi mà mình đã ổn định hơn thì mình sẽ phấn đấu làm những cái phân khúc nó to hơn đấy. Trải qua rất là nhiều khó khăn, có thể là đôi khi cũng có những cái ngã rẽ về kinh doanh, nhưng mà tôi thấy là cái ngành y này là cái ngành mà thứ nhất là phải nói đến sự kỳ vọng của bố mẹ của tôi rất là nhiều, thứ hai nó phải nói đến sự đam mê, thứ ba là tôi nghĩ là với con người của tôi thì nó rất là phù hợp với ngành này. Đấy, nên tôi cảm thấy là tôi rất là yêu nó và tôi sẽ phát triển cho nó làm sao mà để cho nó cố gắng là mạnh mẽ và nó đi đến sự bền vững. Trong ngành y có một cái mà rất là quan trọng, đó là con người. Con người đó là ai? Đó là những người bác sĩ, những người kỹ thuật viên, những người y tá. Máy móc không thể thay thế được con người. Và cái mà tôi luôn hướng tới đó là phải đội ngũ bác sĩ phải là tuyệt vời nhất. Đội ngũ chăm sóc điều dưỡng phải là những người mà chuyên cần nhất, chăm chỉ nhất và tận tình nhất. Cái đấy mới là cái nó hướng đến sự phát triển bền vững. Để đến được với ngành y và mở được hệ thống chuỗi phòng khám nha khoa Lê Gia Group và nha khoa Châu Á Thái Bình Dương thì nó là cả một quá trình rất là vất vả. Nhưng mà mình cảm thấy
cái sự nỗ lực vất vả của mình ấy, nó là được sự đền đáp rất là xứng đáng. Bây giờ là mình có một chuỗi hệ thống phòng khám, là hiện tại là có 9 phòng khám ở Hà Nội. Thứ hai là mình cũng tạo ra công ăn việc làm cho rất là nhiều các bác sĩ và kỹ thuật viên và các điều dưỡng viên. Đấy, thứ hai là chính quay lại thì mình cũng là cái mình cảm thấy rất là tự hào. Đó là nhà mình là có 5 anh em đều đi theo ngành y. Đấy, và đúng là những sự kỳ vọng của bố mẹ, mà bố mẹ cảm thấy là đấy, bây giờ về quê hương hoặc là khi mà đi đâu nói về con cái, bố mẹ cảm rất là tự hào. Tôi có 9 phòng khám, thì phòng khám của tôi cũng có những cái phòng khám nhỏ và có những cái phòng khám rất là lớn. Thì trung bình một phòng khám nhỏ của tôi thì một ngày tiếp đón khoảng tầm độ 40 đến 50 lượt bệnh nhân, còn các phòng khám to thì nó rơi vào tầm 150 bệnh nhân trở lên. Đấy là những cái phòng khám lớn. Có nghĩa là những lượng bệnh nhân này là có nghĩa là có cả bệnh nhân cũ và bệnh nhân mới. Phòng khám của tôi thì là một phòng khám nha khoa tổng hợp, có nghĩa là làm tất cả các dịch vụ, từ những dịch vụ nhỏ nhất chẳng hạn như là nhổ răng sữa, lấy cao răng, đến những dịch vụ cao cấp như là về nắn chỉnh, implant và làm thẩm mỹ. Kế hoạch trong tương lai của tôi thì tôi sẽ mở một chuỗi hệ thống phòng khám. Thì tôi có 2 thương hiệu phòng khám, đó là nha khoa châu Á Thái Bình Dương và một thương hiệu nữa là nha khoa Leza Group. Thì 2 thương hiệu này thì đồng song hành với nhau để tạo nên cái chất lượng dịch vụ và cái giá cả làm sao mà là hợp lý nhất, để cho bệnh nhân là từ những người mà người nghèo cũng có thể tiếp cận được, làm được những dịch vụ về răng tốt nhất, và những người giàu thì người ta cũng có là cái nơi mà đáng tin tưởng nhất để trao cái sức khỏe răng miệng của mình. Lúc đầu em quen anh Bộ cũng chỉ là sinh viên răng hàm mặt thôi, thì biết anh ấy có một cái phòng khám ấy thì cũng đầu tiên là xác định là tiếp cận là chỉ để đến học tập tại phòng khám thôi. Em đã thực tập ở cái phòng khám đầu tiên của anh Bộ, là cái phòng khám chỉ có một ghế thôi và một mình anh ấy làm. Ngoài giờ thì là có em đến rửa dụng cụ rồi là phụ giúp cho bệnh nhân. Thế sau đấy thì cứ dần dần phát triển lên, mở 1-2 rồi đến bây giờ là 9 phòng khám. Cái mà thực sự là em vừa là hâm mộ vừa là cũng là cái mà yêu anh ấy nhất, đấy là cái bản lĩnh. Có rất là nhiều khó khăn xảy ra nhưng mà anh ấy không bao giờ nao núng, không bao giờ ngại ngùng gì hết và vượt qua hết cả mọi thứ. Gia đình tôi thì hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng vì động lực là của con cái nó thích ăn học, ham học, học hỏi, thì là vợ chồng tôi cũng chắt bóp và làm để cho con. Vợ chồng tôi có 5-10 con giờ ăn học thành đạt tin người, là nuôi 5 đứa con ăn học ngành y hết. Bây giờ các con thành đạt và cháu Bộ cũng là bây giờ là tổng giám đốc, cũng làm bên ngành nha khoa răng hàm mặt, và cháu rất nỗ lực và chịu khó, chăm chỉ và thành đạt. Sau bao nhiêu năm vợ chồng cùng xây dựng nên một cái hệ thống vững mạnh như bây giờ thì cảm thấy là mình cũng hạnh phúc, và cũng dù sao cũng được mọi người khen là một vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn ấy. Mà mình thành công đến ngày hôm nay là làm sao? Đó là do mình có rất nhiều người đã hỗ trợ, nỗ lực và luôn đi bên mình, đi theo sát mình trong cả quá trình luôn. Luôn chung lưng đấu cật với mình, đi cùng mình trên những con đường gian nan, khó khăn. Mình cũng tạo ra giá trị cho các bạn đấy, và mình cảm thấy là mình là người có giá trị cho cuộc sống.